Xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục về thêm hàng là kiện bát 18 tên là VK3000 hàng mới, người đang kiện ok bóc này. Đây là một đơn đặt hàng của một bác khách ở trong miền Trung miền Nam ấy. Đấy. Bác đã chuyển khoản cho em hết 100%. Thì đây là về tiện cái là unbox mở ra kiểm tra và quay review luôn cho các bác. Bởi vì những hàng cao cấp này thi thoảng em mới về thôi chứ không về liên tục. Con này là hàng rất là cao cấp nhá. Đấy, bây giờ sẽ nhấc hẳn cái cổ bát này lên, sau bắt đầu là đặt sang đây, bắt đầu mới bóc túi bóng ra. Đấy. Con bát này có trọng lượng là hơn 12 kg một tí thôi, rất là xịn. Model bát là 18 tên là VK3000, hàng cao cấp sản xuất theo công nghệ của Italy bởi công ty Eton Sound. Đấy, ok, để sẽ đậy lại cái này và úp củ loa xuống cho các bác cùng xem. Đây là một củ loa siêu khủng có công suất peak là 3600W trapez. Đấy, các bác thấy không, củ loa nó hoành tráng này mà. Con này về các bác chơi nay sau sự kiện tiệc cưới thì đánh tưng bừng thoải mái nhá. Chính ra con này đánh nó hiệu quả hơn là cái loại từ 28 côn 125 mà bên em vẫn có cung cấp. Đấy. Dòng Implex tải của nó mid noat và vào 6.3 ohm. Hình như là thế. Hôm trước em có xem thông số nhưng không nhớ rõ. Đây là cái gì? Model sản phẩm này. 18 tên là VK3000, sản xuất ngày 20 tháng 7 năm 2022. Đấy. Đã được QC-PAS test kiểm định thử. Tức là đa số những hàng bên em lấy về đều là mở ra và test thử, để tránh cái trường hợp là nếu như các bác lấy mà gấp thì cũng phải mở ra kiểm tra và test thử. Nếu như không may vào những cái củ loa nó hơi bị nổ một cái, gửi đi gửi lại nó mất công mất thời gian ra, thà tháo ra mở ra kiểm tra và quay cho các bác xem như này thì nó hiệu quả hơn, an toàn hơn rất là nhiều. Các bác hoàn toàn yên tâm. Bát 18 inch tức là 46 hay 44 cm rồi đấy, và từ 22 côn 100, hai tầng côn, một tầng côn dưới và một tầng côn trên. Đấy, nó sẽ có thêm một cái ốp bảo vệ tầng côn sau này nữa. Vừa là ốp bảo vệ này, vừa là cái khép khe từ sau, đằng đây là sẽ có một cái miếng sắt nữa để tạo cái nhịp từ sùng cuối nó hất về đua vây côn. Và công nghệ sử dụng trên cái củ bát này là côn lớp trong lớp ngoài, nó khác hoàn toàn với những loại trên thị trường. Cái hàng này thì các bác sử dụng cục đẩy tối thiểu là 1200W, tối thiểu nhé là 1200W và 8 ohm thì mới có thể sử dụng được cục này. Đấy. Công suất peak là 3600 tương đương với 1800 khởi điểm và yếu nhất là 900W. Yếu nhất là 900W còn tạm đánh được con này. Đánh gia đình. Đấy, nôm na là 900W, 1800W và 3600. Với những cục củ loa thường thường trên thị trường các bác là họ sẽ ghi là 500W hoặc là 450W. Đấy, ví dụ 500W này là 1000W và peak là 2000. Nhưng con này tận 4000 cơ. Peak hết cỡ có thể chịu được là 4000W, công suất tối đa trong vòng 3 giây trước khi khói mù và khét nè nẹt. Đấy. Nên là các bác chơi cái loại này thì yên tâm tuyệt đối nhá. Sensitivity độ nhạy là 97 dB, đáp tiếng từ 35Hz đến 2,5 kHz. Đấy. Hôm đầu em có thông số nhưng hôm nay là vội quá không cầm sang đây. Đây là trước mặt các bác, đây là củ loa bát 18 tên VK3000 siêu khủng, một tay bê được. Anh em gọi vui là đây là con bát hỏa tiễn. Các bác muốn gọi thế nào thì gọi. Bên em cũng biết là cái bát này là bát hai côn đua vài côn, côn lớp trong lớp ngoài. Đấy, hai tầng côn. Đấy các bác nhá, con này mà các bác lắp vào cái loại xúc đơn hay là xúc kép thì đánh tiếng đều hay cả. Thứ nhất là cái nhịp cộng hưởng của nó xuống được 35 Hz, tức là đo không có thùng nhá. Thả này họ chỉ lắp vào một cái mặt khoang bích gỗ thôi, cách 1 mét và đo không có thùng. Đấy. Là 35 Hz đến 2,5 hay là 3 kHz gì, chắc là tầm 2 kHz. Đấy các bác xem nha. Từ 22 côn 100. Đấy, gân 3 gân này. Vải tắm dầu này. Sóng màng sóng này. Sóng đồng tâm này. Màng cũng có trắng lớp keo nano phủ chống nước. Này là các bác mà ở đây ví dụ không quần cao can nước nào chứ có can nước mà lại có thêm cả cá vàng bơi tung tăng đây nữa thì đúng là khiếp luôn. Đấy.
Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hiện các bác trong video clip đằng sau em sẽ nắp cái củ nó bát này vào một cái thùng nào đó để đánh thử hay là tiếp tục nên siêu cấu hình su keo vậy, màu ánh cho nó rực rỡ. Đấy, củ nó hóa rất là chất lượng. Ok nhá, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.